xin chào quý bà con cô bác anh chị em. Thì mình đang có mặt tại đây là trên ngọn núi Ba Thê, chỗ thờ cúng Thạch Đại Đao. Câu chuyện về Thạch Đại Đao cũng rất là hay. Hôm nay cậu hớn mình lên tới huyện Thoại Sơn, núi Ba Thê, để mình chạy xe nãy từ đường này nè đi lên trên đây thì cũng mất 30 phút. Bây giờ này mình sẽ lên cầu thang này lên chảnh để mình thăm viếng hòn đá Thạch Đại Đao này như thế nào, xem giống như cây đao và câu chuyện ra sao. Mời quý bà con cô bác theo mình nha. Cái đường chạy xe lên rất là dốc. Lan can này mấy cây này sao gãy rồi nè. Trên đây mình cũng thấy là cứ giống như trên ngọn núi luôn rồi. Ồ, mình thấy rồi kìa. Xa mình thấy giống hệt cây đao luôn rồi kìa. Giờ mình sẽ lên chảnh mới được. Ồ, trên đây những hòn đá kết dính lại thành một cái ngọn à. Mấy hòn đá quá trời đẹp. Dạ, con chào chú. Dạ, chú trông coi đây hả chú? Rồi, coi đây. 2002 nó giờ. Đây là Thạch Đại Đao. Dạ đây. Đây là trời sấm sét nổ hồi năm 96. Dạ. Đem lên thờ 2002, nó nặng 3 tấn chiều dài 3 thước. Ồ. Thấy gì mà nặng 3 tấn? 3 tấn chiều dài 3 thước. Này là người ta kêu bằng Thạch Đại Đao. Dạ dạ, để con phép con quay phim cái. Quay phim đi. Cái con trò chuyện với chú. Ồ, nhìn giống nè mọi người. Y gan luôn nè. Đúng là Thạch Đại Đao thiệt, y gan luôn. Mình ở trên đây là cái ngọn của núi Ba Thê hả chú? Cái này là cái ngọn là núi Ba Thê. Dạ cái dạ. Cái này là cậu đứng trên đây là Thạch Đại Đao rồi đó. Dạ. Là cái đỉnh này đó, đỉnh Thạch Đại Đao. Đỉnh Thạch Đại Đao. Để ra xa mình quay cho mọi người thấy rằng thấy nè, y gan cây đao luôn. Cậu quay đi nữa về nhà rồi cậu thấy coi. Nhìn đẹp. Giống hệt cây đao luôn. Mình con gờ được không chú? Được, gờ vuốt dạ, bình thường. Con gờ vuốt thử coi. Bình thường. Đây là viên đá. Dạ. Bỏ máy. Ồ, lần đầu tiên mình thấy viên đá giống cây đao thiệt luôn. Cái lưỡi mặt này nó nhỏ hơn cái phía trên mặt sống. Dạ. Cái từ cái mặt này từ ngang đây cái xuống dưới đây là nó bao sâu nữa chú? Là tới dưới này luôn, từ dưới chân này lên luôn chiều dài coi là cái 3 mét. Là 3 mét. 3 mét có dư. Dạ. Là cái kêu bằng là Thạch Đao đó, Thạch Đại Đao đó. Dạ. 3 mét có dư đó. Mình đang đứng là trên đỉnh luôn rồi nè mọi người. À, nhìn xuống dưới nhà nhóc nhóc nha kìa, lư hết trơn. Cảnh quá trời đẹp luôn. Nhìn y gan luôn. Dạ dạ chú cho con hỏi là chú có chú mình làm ở đây là mình quét dọn hàng ngày đây với cúng cái đồ hết chú? Dạ ở đây là quét đây quét dọn đây là 2002 tới giờ ngày mặn là mặn đó công quả vậy nè. Dạ. Khi nào rảnh thì lên đây quét dọn đây sơn trên đây, còn ngày không rảnh gì thôi. Dạ. Cũng như bá gia bá thánh của người ta. Dạ chú thứ mấy cho con tiện kêu tư. Dạ chú tư đi. Dạ chú tư cho con hỏi nguồn gốc nào mà ra cây Thạch Đại Đao này hả chú tư? Cái đao này là cũng như là trời sấm sét hồi năm 96. Dạ. Rồi bắt đầu là nổ ra hồi năm 96 đem lên thờ là 2002. Dạ. Là nó nặng 2002 tới giờ là 18 năm. 18 năm. Mà nổ năm 96. Nổ năm 96 đem lên thờ 2002. Nó nặng 3 tấn chiều dài 3 thước. Dạ. Vị trí nổ ở đâu hả chú? Đây nổ ở đây. Dạ. Ngay cái tảng đá đó, đây. Cái đường đó con đi lên là đây. Đây. Nó một cái mũi đó nó dài xuống đó. Là lúc đó là sấm sét là nổ mấy cái này nó bung ra đó hả chú? Nó nổ là nó bung xuống đây là nó văng xuống đây. Dạ. Văng xuống đây rồi bắt đầu mấy ông du lịch nhà nước mấy ông đem lên mấy ông thờ. Dạ. Du lịch nhà nước đem lên thờ đó. Nhà thờ là 2002 tới giờ rồi. Dạ. Nó nổ hồi năm 96 đem lên thờ 2002. Đó, vậy đó. Dạ. Y nguyên luôn rồi không. Dạ chú cho con hỏi thêm coi chú, thêm
có điều tâm linh gì không mà sao tự nhiên nó giống cây đao cái là nhà nước mình lấy lên mình thờ hết cái chú? này là nói chung là trời sấm sét nó nổ ra rồi người ta thấy là cái giống hình nó thanh đao như vậy người ta đem lên người ta thờ thôi. Dạ. Dạ rồi bắt đầu cũng như là mình ước nguyện mình dái mằng ăn buôn bán này kia đâu được đó. Dạ được. Cũng như là nó ở trên người ta cũng độ cho mình mằng ăn này kia. Dạ. Vậy đó. Đó là kêu bằng là thạch đại đao. Rồi, dạ. Rồi bà con cô bác thì lên đây cúng thường không chú? Cúng thường đó, cả này mưa gió nó ít nhiều, dạ. Ít đi, còn chừng cả tháng giêng á, dạ. Tháng giêng nó đi đông dữ lắm, còn cả này cũng lai gai vậy đó. Dạ, đây là cái bề sống mà đúng rồi, nhìn cái chân chỗ này. Bề sống nè. Bề sống thấy bự đều gan luôn ta, gan luôn. Cái đó là bề lử, bởi vì nó mỏng. Còn ngoài sau này là cái đường cái sống bằng gan luôn, cái sống bằng gan luôn. Giống hệt luôn á. Ngộ thế. Đó là chú có từng chứng kiến mà nghe tiếng nổ này không chú? Cái này đó là mình ở chân núi thôi. Dạ chân núi. Mình nghe cái tiếng nổ thôi chứ mình không có nghe gì hết. Dạ. Nổ là dưới chợ dưới nói chung là bóng đèn nó cũng đứt hết. Rung rinh như vậy rồi bắt đầu là người ta mới lên ra coi rồi du lịch ta lên đây ta mới đem lên ta thờ này kia. Dạ. Đấy. Lúc đó chắc mới đem lên là chắc bà con cô bác người ta coi nhiều lắm hả chú? Nói chung đó đem lên đây đó là mình lên đây mình đừng có nói gì bậy á. Dạ. Công an nào cũng ở lên đây nó giữ trên này mình lên đây mình dạ. Thấy mình cúng kiến mình không nói gì thôi. Dạ. Nếu mình nói ra công an nó mời. Nói sai chuyện thật thì mời. Sai đi thật nó mời. Đúng mình rồi. Lên đây mình cúng kiến đàng hoàng cũng không ai đâu nói gì dạ. Mình. Dạ. Nó vậy đó tự nhiên nó vậy ghét từ từ ghét du lịch đưa lên cúng kiến là cũng bình thường. Đó, dạ. Nãy phải đoàn lên cúng đó. Nãy phải đoàn quá trời đông rồi. Đông đó, hai mấy người. Đó. Bình thường lên cúng đâu có gì đó. Nó vậy. Nó giờ phải đoàn đó giờ nó đi qua bên ông Tà nó cúng nó cũng ăn bên bển. À ông Tà ở dưới hả chú? À, qua bên bước qua cầu đó. Dạ dạ rồi, chút xíu con tham quan cái này xong rồi, rồi con đó, sẽ đi qua bển. Rồi đó vậy dạ. Rồi con đi tham quan đi bên dạ. Bển. Chú hồi nãy chú cạo cái này là chú tính sơn lại hả gì? Ờ tính cạo cái sơn lại. Dạ. Cái sơn lại. Sao vậy chắc sơn bằng nó ba là cái này. Ba cái là cái nhũ vàng. Dạ. Nhũ vàng nó đẹp. Cái chỗ chính giữa là một mấy cái sơn cho nó đẹp. Tâm linh. Dạ. À, ngày chú ở đây chú coi dọn là chiều chú về hả chú? Không, chút nữa về chú rơi quét dọn. Vậy là khoảng nửa ngày thôi. Nửa ngày mình cũng như là mình mằn ở dưới cũng như là vợ điện gì đó mình dưới mình chạy xe. Dạ. Vợ kêu mình đi mặn này kia gì đó cũng như là ngày nào mình tiếng nào mình rảnh mình lên đây mình mặn cái nào không rảnh thì thôi. Dạ. Coi như sáng mình lên mình quét dọn rồi mình về dưới. Dạ. Bữa nào mình có rảnh thì mình lên đây mình ở mình mặn khi nào có khách thì vợ mình điện với chạy xe ôm lên xuống dạ. Đường này nè. Dạ. Đó vậy đó. Thì chạy lên dưới xuống cũng như là mình ở đây mình mặn rồi vợ điện gì mình chạy về dưới mình rước khách lên đây. Dạ. Như mình kiếm đồng tiền thêm vậy đó. Dạ. Dạ thu hoạch thêm vậy đó. Cầm cái máy cho anh. Đó, dạ chú ơi con cũng lên đây con thấy chú cũng dọn dẹp này dưới thôi. Để con gửi chú 200.000 để chú có gì ủng hộ chú để tiếp thêm mua nước sơn để sơn lại cho sạch sẽ cho đẹp hơn nha chú. Rồi cảm ơn. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Rồi, chú chúc con rồi bắt đầu được nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi. Khi nào dạ. Lên đây là gặp chú. Dạ, để rồi. Con xin phép con thắp ba cây nhang cái. Rồi cao hớn mình cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi clip mình nha. Đây là cây thạch đại đao trên đỉnh núi Ba Thê.